Vâng, thưa bác sĩ Quách Thúy Minh, với trẻ tự kỷ hay tất cả những cái trẻ bình thường, tuy nhiên là lưu ý ở đây là trẻ tự kỷ thì đúng là môi trường gia đình sẽ là cái môi trường dạy trẻ tốt nhất để giúp cho trẻ có cải thiện được những cái rối loạn mà liên quan đến chứng phổ tự kỷ. Gia đình sẽ phải gần gũi với các trẻ nhiều hơn, cha mẹ sẽ phải tập các kỹ năng cũng như là hướng dẫn cho con để giúp con cải thiện được cái vấn đề của mình. Vậy thưa bác sĩ, với việc dạy cho trẻ tự kỷ tại nhà thì bác sĩ có những cái lưu ý gì cho quý vị phụ huynh không ạ? Xin mời bác sĩ trả lời ạ. Cha mẹ dạy con tự kỷ tại nhà thì thứ nhất là phải học các cái kỹ năng từ các cái nhà chuyên môn, từ các cái giáo viên mà đã dạy cho con, cũng từ những sự tư vấn của các bác sĩ cũng như các cái chuyên gia tâm lý, thì để áp dụng những cái gì mình đã học được dạy con tại nhà. Và cha mẹ phải tìm hiểu thông tin thêm về các cái hiểu biết về tự kỷ và các phương pháp can thiệp tự kỷ mà có được kiểm chứng. Nhiều cha mẹ thì cũng rất là băn khoăn khi vào một cái tìm hiểu trong các cái thông tin ở trên internet hoặc là qua các cái kiểu cha mẹ trao đổi với nhau, thì nhiều khi cũng rất là mông lung, không biết đi theo con đường nào. Còn cha mẹ dành rất nhiều thời gian để đi theo từng phương pháp một, và nhiều cha mẹ cũng đã trao đổi trên mạng xã hội là những phương pháp nào mà được các bác sĩ cũng như các nhà tâm lý có tâm huyết, có kinh nghiệm thì thường là nó có hiệu quả hơn. Thế thì chúng tôi thấy rằng là cái việc dạy con bước đầu phải bằng cái sự mà quan tâm đến con, hiểu con là cái bước đầu tiên, hiểu con đang ở mức độ nào, hiểu con muốn gì đấy, và tìm cách mà tốt nhất để cho con bộc lộ khả năng của mình, phát huy những tiềm năng tối đa con nhà mình. Con yếu mặt nào mình sẽ bổ sung mặt đấy và củng cố những gì con đã biết được, để dạy từng bước một, gọi là từng bước nhỏ, để cho con có cải thiện từng bước. Chúng ta không thể nôn nóng là dạy trong vòng một vài tháng con tiến bộ ngay được, mà cái thời gian dạy trẻ phải tính hàng năm trời, mà nhiều trẻ cũng còn rất là khó khăn. Thế thì những cái dạy con tại nhà chúng ta cần lưu ý là phải tăng cường giao tiếp với con nhà mình, giao tiếp mắt, giao tiếp tình cảm, vui đùa, chơi với con, không để con chơi một mình. Đấy. Dạy con nói theo và gợi ý cho con nói. Thế rồi thì là mở rộng vốn từ, đặt các câu hỏi thông thường để cho con nó trả lời, và dần dần để cho con biết tự hỏi. Thế rồi thì là ngôn ngữ cũng phải là dạy con biết đối đáp này, biết kể chuyện, biết mô tả. Và chúng ta phải biết sử dụng những cái vật dụng hàng ngày để mà dạy con. Nhiều khi không phải những đồ chơi đắt tiền có hiệu quả, mà những cái đồ chơi do mẹ có thể tự tạo được, những đồ chơi có tính chất tháo lắp, những đồ chơi sáng tạo, thì làm cho trẻ cái cơ hội học hỏi nhiều hơn. Và trong quá trình đó thì cha mẹ phải tương tác lần lượt với con nhà mình, gọi là chơi luân phiên đấy. Bên cạnh đó những trò chơi dân gian cũng rất là tốt, là hỗ trợ cho con cái mặt tương tác, là chơi giả vờ bán hàng này, chơi đi trốn đi tìm, chơi nu nao nu nống. Cái trò chơi dân gian đấy làm cho con cái sự vui vẻ, phấn khích và hài hòa trong quá trình tương tác. Vâng. Và cũng rất là quan trọng là vấn đề hành vi của con nhà mình, thì cha mẹ cũng phải có những phương pháp can thiệp hành vi tích cực. Hiện nay cái phương pháp gọi là can thiệp hành vi phân tích ứng dụng ABA đấy, mà được các chuyên gia Mỹ, Úc rồi các nước tiên tiến thế giới áp dụng rất là nhiều, và thấy rằng nó có chứng cớ, nó có hiệu quả. Tức là dạy con thường xuyên hàng ngày. Vâng, dạy con thường xuyên hàng ngày, tức là những hành vi gì tốt thì là mình củng cố khuyến khích, thì nó sẽ ngày càng tốt hơn. Còn những hành vi gì mà khó khăn, những hành vi gì mà sai thì gọi là phải phản ứng dập tắt, phản ứng tắt đi. Thì vâng, thì cứ dần dần những cái gì mà khó chúng ta chia thành từng bước nhỏ và khuyến khích thường xuyên. Đấy, những cái gì mà con làm chưa tốt thì hướng dẫn con, gợi ý bằng là cầm tay chỉ việc này. Nếu con tiến bộ hơn thì chúng ta gợi ý bằng lời hoặc gợi ý bán phần thôi, để con có thể tự lập nhiều hơn. Bên cạnh đó thì cái dạy con những cái nề nếp sinh hoạt, cái tính tự lập, vì chúng ta không thể nào mà 24/24 tiếng mà theo con được. Con phải đi mẫu giáo, con phải ra ngoài môi trường xã hội, thì chúng ta dạy con những cái kỹ năng xã hội, biết cách ứng xử, chào hỏi, vâng, biết tránh nguy hiểm, vâng, biết sử dụng những cái công cụ thông thường trong gia đình, biết tự sinh hoạt cá nhân, xúc ăn, rồi thì tắm rửa, mặc quần áo. Tức là cứ phải từng bước một. Chúng tôi biết rằng cái chuyện dạy đó rất là khó khăn, và cũng nhiều khi thích trẻ nó có thể hôm nay làm được, mai lại mất đi, thì chúng ta không được nản chí, mà chúng ta phải kiên trì dạy con bằng mọi cách khác nhau. Và khi mà dạy con có những khó khăn, có những vấn đề nảy sinh, thì chúng ta có thể đến thăm khám tâm lý định kỳ, hoặc là chia sẻ những cái phụ huynh gọi có con tự kỷ mà có kinh nghiệm thì học thêm, học hỏi thêm, học tham gia các câu lạc bộ cũng rất là tốt. Vì những cái buổi diễn đàn đó thì các cha mẹ được hỏi các chuyên gia, nó có sự chia sẻ lẫn nhau, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có thêm những cái hành trang về mặt lý thuyết, về mặt thực hành, thì chúng ta áp dụng, và chúng ta phải biết chọn lọc những cái gì mà phù hợp nhất cho con nhà mình, thì chúng ta dạy con. Vâng, đúng là bên con mỗi ngày thì sẽ giúp con sẽ có cái sự cải thiện, đúng không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ vì câu trả lời vừa rồi ạ.